Có rất nhiều huyền thoại được tôn sùng vì gắn bó sự nghiệp đỉnh cao của một đội bóng. Có những người khác thì trở thành huyền thoại vì những cống hiến quá to lớn, dù thời gian gắn bó không quá nhiều. Thế nhưng, cũng có một người hội tụ đầy đủ cả hai yếu tố ấy, lại sống giữa những làn danh của một huyền thoại hay một cầu thủ bình thường, đó chính là Wayne Rooney. The Times đã từng gọi Wayne Rooney là an inconvenient legend. Nôm na được hiểu là một cầu thủ khi mà gắn với hai chữ huyền thoại vào cảm thấy hơi lợn cợn, thiếu thoải mái. Mà ngay cả khi Rooney không còn chơi bóng đỉnh cao nữa, thì thế giới vẫn rất hào hứng tranh cãi về chủ đề này. Wayne Rooney từ bé đã là một hảo hán. Anh từng bị nhà trường đuổi học 2 ngày vì đá bóng vào cửa phòng thí nghiệm. Khi bị phát hiện, điều duy nhất khiến R10 bực tức không phải là chuyện sẽ bị đuổi học, mà là việc sắp bị thu mất quả bóng. 53 tuổi, Rooney đấm gục một đàn anh lớn hơn mình 3 tuổi. Nạn nhân của R10 sau đó phải nằm viện tất cả tuần. Thậm chí gia đình Rooney cũng tập hợp toàn những nhân vật bất hảo. Ông Thomas Wayne Rooney, bố của R10, từng bị cảnh sát bắt vì gian lận trong cá độ bóng đá. Mẹ của Rooney dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn bị chỉ trích là đồng bóng khi liên tục đụng chạm dao kéo để sửa mặt, sửa ngực, cánh tay. Graham Rooney, anh trai của R10, từng trải qua 150 giờ lao động công ích vì lái xe vượt quá 3 lần giới hạn tốc độ để đi mua rượu. Khi bị bắt thì Graham còn bị tố thêm tội hung hăng với cảnh sát. Sau này khi trở thành cầu thủ nổi tiếng, Rooney cũng thường xuyên dính vào đủ các thể loại scandal khác nhau. Anh quan hệ với gái mại dâm và bị nhà tài trợ cắt hợp đồng. Anh tham gia cá độ bóng đá và nợ số tiền lên tới 51.000 bạc. Anh từng nhổ nước bọt vào phóng viên, từng khiến MU phải chịu hậu quả về cá tính nóng nảy của mình. Rooney trong mắt người Anh thậm chí còn bị coi là kẻ có IQ thấp. Rooney từng bị vợ từ mặt một thời gian do bị huấn luyện viên Ronald Koeman chỉ trích công khai trước truyền thông vì ngượng quen đường cũ. Anh lại trốn vợ đi ăn vụng, say xỉn lái xe vượt quá tốc độ và bị treo bằng 2 năm. Dường như cuộc đời của Rooney chưa bao giờ thoát khỏi hình ảnh của một anh chàng chuyên môn thì gây tranh cãi, còn đời tư thì đầy rẫy những vết ố. Chả trách mà đến cả một nền báo chí mà bất kỳ ai họ cũng có thể tâng bốc lên mây xanh, họ lại cảm thấy không thực sự thoải mái khi gọi Rooney là huyền thoại. Tuy nhiên, nếu thực sự Rooney chẳng ra gì như vậy, anh đã không trở thành chân sút vĩ đại nhất của đội tuyển Anh, của cả Manchester United và là cầu thủ người Anh ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Champions League. Nếu R10 thực sự là một cá tính ngỗ nghịch, bất hảo, thì Sir Alex Ferguson chẳng bao giờ nhượng bộ mà giữ lại anh. Trong cuộc đời, ngài Alex Ferguson chưa sợ ai. Ông đuổi của Roy Keane, Ruud van Nistelrooy ném rơi vào mặt bàn cầm. Vậy tại sao một cầu thủ như Rooney mà Fergie lại giữ bằng mọi giá, thậm chí chấp nhận yêu sách tăng lương của anh vào năm 2010 để giữ anh lại? Vì hơn bất kỳ ai, Sir Alex Ferguson nhìn ra sự tồn tại của một thiên thần đằng sau vỏ bọc gai góc của Rooney. Mới đây tờ Daily Mail có kể một câu chuyện về cậu bé 6 tuổi đi cùng những đứa nhóc khác tới đại bản doanh của MU để ngắm nhìn cầu thủ bằng xương bằng thịt. Chú bé này nhút nhát, không dám lại gần các cầu thủ và đoán xem ai đã là người chủ động ra bắt chuyện, làm quen và thậm chí còn xin chụp ảnh chung với em. Là Rooney. Chính R10 đã đề nghị, anh có thể ký vào cuốn sổ của em được không? Chúng ta chụp một bức ảnh cùng nhau nhé. Thậm chí khi chú bé vẫn còn rụt rè, Rooney còn đề nghị một cách trang trọng bằng cụm từ Would you mind, vốn dùng cho một cách trọng thị thay vì một ngôi sao nói với người hâm mộ của mình. Khi biết chuyện cựu danh thủ Nobby Steele đang phải chiến đấu với căn bệnh Alzheimer, có một cầu thủ duy nhất của Manchester United đã viết thư tay hỏi thăm ông thường xuyên, đó là Rooney. Khi điều kiện Ferguson phải vào tù năm 1994, Rooney khi đó 9 tuổi cũng đã viết thư hỏi thăm cầu thủ này thường xuyên. Điều kiện sau đó cũng đã viết thư trả lời để cảm ơn Rooney. Như đã kể ở trên, 53 tuổi, Rooney từng đánh một cậu bé lớn hơn mình 3 tuổi tới mức nhập viện. Mãi sau này mới biết, chú bé bị Rooney đánh thực chất đã tấn công một người bạn R10, cướp đi chiếc xe đạp. Rooney chỉ là ra tay nghĩa hiệp mà thôi. Trong 13 năm cống hiến cho Quỷ Đỏ, anh đã ghi tới 253 bàn thắng cho đội bóng Old Trafford và trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội bóng. Tuy vậy thì bàn thắng không phải là thứ để mọi người hâm mộ nhớ, yêu và tiếc nuối khi anh không còn khoác trên mình màu áo đỏ. Tinh thần chiến đấu mới là thứ để người ta nhớ về anh. Những ai xem Rooney đã lâu vẫn quen với những cú tắc bóng dữ dội hiếm thấy ở một tiền đạo.
những lần thục mạng chạy từ vòng cấm địa đối thủ về không thành đội nhà chỉ để cản phá một pha phản công. Và cả những lần thị phi lãnh chọn cú sút hay nguyên gầm giày để bảo vệ không thành đội nhà. Bạn cảm thấy lửa trong mắt Rooney. Chính ngọn lửa đấy đã khiến anh ấy trở thành người giỏi nhất trong những người giỏi nhất. Lionel Messi, chủ nhân của 6 danh hiệu của bóng vàng đã nói như vậy. Quả thực, Rooney luôn ra sân với ngọn lửa chiến đấu hừng hực, với tâm thế của một kẻ sắp được chơi trận đấu cuối cùng trong cuộc đời. Điều đó khiến Rooney hóa điên khi trên sân. Cristiano Ronaldo từng gọi anh là Pitbull, giống chó luôn tràn đầy năng lượng và sẵn sàng chiến đấu đến chết khi chủ nó yêu cầu. Anh ấy mạnh mẽ tới mức tôi phải gọi anh ấy là Pitbull. Sức mạnh của anh ấy nằm ở cả thể chất và tinh thần. Anh ấy không bao giờ dừng lại. Ngọn lửa nhiệt huyết không cho phép Rooney chùn bước. Anh luôn muốn được thi đấu, thậm chí ra sân và đá đến chết thì thôi. Không ít lần anh nén đau để được ra sân cho Quỷ Đỏ. Lượt về UEFA Champions League với Bayern Munich năm 2010, Rooney tưởng như không thể thi đấu khi đã lật cổ chân ở trận lượt đi. Nhưng người ta vẫn thấy anh xỏ giày cùng đồng đội chiến đấu trong một đêm buồn ở nhà hát của những giấc mơ. Để rồi chính anh cũng không chịu được nữa khi cơn đau lên đến đỉnh điểm. Tháng 9 năm 2013, anh bị một vết rách rất lớn trên đầu và phải khâu 10 mũi, nhưng vẫn tìm mọi cách và thậm chí quấn lên mình chiếc băng xấu xí chỉ để được ra sân cho Quỷ Đỏ. Nhưng Rooney là vậy, anh không phải là mẫu người biết tính toán cho ngày bay. Rooney sống cảm xúc và anh chỉ cần được hạnh phúc với hiện tại, chỉ cần được ra sân thi đấu bất chấp mọi thứ. Bởi tôi yêu bóng đá. Bóng đá chính là cuộc đời tôi. Tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, cựu trung vệ Rio Ferdinand cho rằng Rooney có thể đạt được thành tích ghi bàn cao hơn cả Ronaldo nếu chơi ích kỷ. Nhưng Rooney đã không chọn cách chơi cá nhân như vậy. Ronaldo có khát khao quá lớn để trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Rooney thì suy nghĩ khác. Cậu ấy muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất bằng việc chơi bóng đồng đội. Vì lẽ đó, Rooney không thể ghi 40 bàn thắng mỗi mùa dù hoàn toàn có khả năng. Rio Ferdinand nhận xét. Rooney đã chơi bên phía cánh trái trong nửa thời gian Ronaldo khoác áo MU. Anh phải lo phát động tấn công và hỗ trợ phòng ngự bên cánh này mỗi khi hậu vệ trái dâng cao. Waza không hề phản nào lấy một cầu và người hâm mộ sẽ không bao giờ tìm kiếm được một cầu thủ nào chấp nhận chơi bóng như thế nữa đâu. Nhìn về quá khứ, Rooney ban đầu là một tiền đạo cắm, còn Ronaldo chỉ là một mẫu cầu thủ chạy cánh đơn thuần. Nhưng khi Sir Alex Ferguson thay đổi chiến thuật, Ronaldo được đôn lên chơi gần khung thành đối phương nên khả năng ghi bàn được phát huy tối đa. Còn Rooney lùi lại làm nền cho người đồng đội cũ hiện khoác áo Juventus. Cùng từ ngã rẽ đó, Rooney từ chủ công của Manchester United đã trở thành người làm nền cho những thành tích phi thường của đội bóng. Không có Rooney sẵn sàng hy sinh bản thân thì sẽ chẳng có một Cristiano Ronaldo xuất sắc đến hoàn hảo như vậy. Nếu Rooney không lùi lại phía sau, ai dám đảm bảo những bài bàn tốt hay Van Persie sẽ tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời Old Trafford? Sẽ rất khó hoặc là không thể. Các cổ động viên của MU hẳn rất muốn Rooney sẽ giải nghệ trong áo Quỷ Đỏ, nhưng những điều ước ấy mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Ngày 9 tháng 7 năm 2017, Rooney chính thức trở về mái nhà xưa Everton và chấm dứt quãng thời gian 13 năm cống hiến cho MU. Sự ra đi của Rooney là điều đã được báo trước. Những năm cuối ở Old Trafford, Rooney gần như không đóng góp được gì vào thành tích chung của MU. Trong 3 mùa giải cuối cùng tại Manchester, Rooney chỉ ghi được 25 bàn tại Premier League, tức là chưa bằng thành tích của chính anh trong mùa giải tốt nhất của mình, 27 bàn. Hơn hết, người ta cảm nhận được sức ý trên đôi chân từng chạy như không còn ngày mai của Rooney. Những pha đỡ bóng của Rooney ngày một nảy xa hơn, những pha qua người ngày một ít đi, những đường chuyền chẳng còn chuẩn xác, và đau đớn hơn là những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ ngày một nhiều. Bên cạnh đó, những đợt tấn công như chậm lại khi qua chân anh. Xem Rooney đá, người ta phải dành cho anh những tiếng thở dài. Không phải vì thất vọng với Rooney, mà bởi tiếc nuối cho chính anh. Tiếc nuối bởi lẽ anh có thể hay hơn nữa. Cristiano Ronaldo xuất phát điểm thấp hơn Rooney, và giờ đây anh đã có 5 quả bóng vàng trong sự nghiệp. Ở tuổi 32, lẽ ra Rooney vẫn còn giữ mình ở phong độ đỉnh cao như người đồng đội cũ, hỗn nhất là như những gì mà Rick Posco đã từng làm, chứ không phải ra đi để tìm ánh hào quang đã vụt tắt của sự nghiệp. Và tiếc nuối bởi lẽ anh đáng ra có thể cống hiến thêm nhiều năm nữa cho MU và rồi giải nghệ tại đây như những người huyền thoại khác đã làm. Sao không tiếc nuối cho được,
khi không thể đi đến cuối con đường với người mình yêu. Và dù nhìn anh thuộc về kẻ khác ở những thời khắc cuối cùng, Manchester United là nơi chứng kiến những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời Rooney. Đó là cú hat-trick siêu hạng của anh ghi được trong ngày ra mắt đội bóng trước Fenerbahce, là cú nã đại bác thần so với nếu Newcastle, là pha xe đạp chồng ngược thần thánh xả lưới Man City. Đó là nơi chứng kiến Rooney thống trị nước Anh lần này đến lần khác, chứng kiến anh bước lên đỉnh châu Âu đầy vinh quang. Về nhà, Manchester United cũng chính là nơi chứng kiến cậu bé Wayne Rooney trở thành một người đàn ông thực sự, điềm đạm, chín chắn, rồi lấy vợ, sinh con. Nơi đây cũng có những người hết lòng yêu thương anh, cổ vũ anh mỗi khi bước ra sân, cầu nguyện cho anh mỗi lần anh chấn thương. Họ vẫn hô vang tên anh mỗi cuối tuần, vẫn che chở anh trước sóng gió. Và quan trọng hơn, họ rơi nước mắt khi không còn ở đây nữa. Sir Alex vẫn còn nhớ rằng, trong một buổi họp của đội, khi các cầu thủ yêu cầu phát biểu ý kiến, Rooney đã đứng lên kêu gọi đồng đội lập quỹ từ thiện ủng hộ các trẻ em ở vùng Prospect. Quỹ từ thiện này sau đó mang tên chính Rooney. Rooney ngổ ngáo trên sân cỏ vì tinh thần chiến đấu của anh quá cao. Rooney gây scandal với truyền thông vì cá tính anh quá mạnh. Rooney phản bội vợ vì anh cũng chỉ là một gã đàn ông chưa thực sự trưởng thành. Nhưng sâu thẳm bên trong, hình ảnh cậu bé Rooney ôm cây đàn guitar theo lời dặn của ông thầy Alex Ferguson để kiểm soát cơn nóng giận nói lên rất nhiều điều. Rooney chắc chắn không phải thiên thần, nhưng tuyệt đối không phải ác quỷ. Và với những gì đã làm cho Manchester United trong bóng đá Anh, Rooney tuyệt đối xứng đáng là một huyền thoại.